chào quý vị và bà con ngư dân. Trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp hoạt động yếu dần nên mưa có xu hướng giảm tại vùng vịnh Bắc Bộ. Sau đó sang ngày mùng 4 và ngày mùng 5, vùng áp thấp có xu hướng phát triển trở lại nên gió trên vịnh Bắc Bộ cũng như các vùng biển của miền Trung và khu vực ngoài khơi xa từ Bắc đến giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam là phổ biến. Cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt đến mức cấp 4, cấp 5 nên biển không động. Khu vực biển phía Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, cũng như Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, thời tiết không được thuận lợi như các vùng biển phía Bắc. Mặc dù gió Tây Nam trên khu vực phổ biến có cường độ trung bình đến yếu, nhưng tại đây về chiều và tối thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền lưu thông. Và tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con, từ nay đến sáng ngày mai trên khu vực vịnh Bắc Bộ, mưa dông vẫn có khả năng xảy ra, tuy nhiên cường độ mưa sẽ giảm hơn hẳn những ngày trước đó. Sau đó từ trưa chiều ngày mai, cùng với sự phát triển của vùng áp thấp phía Tây, gió chuyển hẳn sang hướng Nam và hoạt động mạnh dần lên, tuy nhiên cường độ cũng chỉ đạt đến mức cấp 4 đến 5 nên không gây biển động. Ngoài ra thời tiết trong những ngày tới cũng chuyển tốt dần nên ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải trên vịnh, cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ và ngược lại. Ở xa hơn về phía Nam, trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ đến huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết khá ổn định. Tại đây, gió có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ ở mức cấp 3 đến cấp 4, cùng với đó là tiết trời nắng ráo, tầm nhìn thông thoáng nên rất thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con, cũng như các chuyến tàu đến với huyện đảo Lý Sơn. Vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình Vũng Tàu đến Côn Đảo trong đêm nay, ngày mai, cũng như vài ba ngày tới, chủ yếu chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình yếu khoảng cấp 4. Ban ngày thì trời nắng ráo, tầm nhìn thoáng, tuy nhiên đến chiều tối thì mây đối lưu có xu hướng phát triển, gây ra những cơn mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa bị hạn chế và gây đôi chút khó khăn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng như trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang cũng là nơi chịu tác động của trường gió Tây Nam, nhưng với hoạt động cường độ không mạnh nên tình trạng biển bình thường. Ban ngày thì thời tiết nắng ráo và ủng hộ cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên đến khoảng chiều tối thì mưa dông có khả năng xảy đến bất chợt nên tàu thuyền nhỏ cũng nên lưu ý với tầm nhìn giảm, kèm theo đó là có gió giật trong cơn dông. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.